Chào mừng các quý vị phụ huynh và các con học sinh đã đến với trang lời giải hay.com. Ngày hôm nay, cô giáo sẽ hướng dẫn cho các con làm bài tập số 3, trang 167, sách giáo khoa toán lớp 5 bài ôn tập về tính chu vi diện tích một số hình. Bài tập 3 đề bài như sau. Trên hình bên, hãy tính diện tích A, hình vuông ABCD, B, phần đã tô màu của hình tròn. Như vậy, diện tích của hình vuông ABCD, các con thấy nó chính bằng 4 lần diện tích của tam giác BOC. Tam giác BOC có diện tích bằng tam giác DOC, bằng tam giác DOA và cũng bằng tam giác BOA. Các tam giác này đều là tam giác vuông, có độ dài hai cạnh góc vuông là 4 cm. Để tính được diện tích phần tô màu của hình tròn, chúng ta sẽ tính diện tích hình tròn có bán kính bằng 4 cm trừ đi diện tích hình vuông A, B, C, D ta đã tính được ở câu A. Chúng ta cùng đi vào lời giải chi tiết của bài tập 3. Câu A. Diện tích hình vuông A, B, C, D. Bằng 4 lần diện tích tam giác BOC. Mà BOC là tam giác vuông. Có độ dài 2 cạnh góc vuông là 4 cm và 4 cm. Như vậy, diện tích tam giác vuông BOC là ta lấy 4 nhân 4 rồi chia cho 2. 4 nhân 4 bằng 16, 16 chia 2 bằng 8 cm². Từ đó ta tính được diện tích hình vuông ABCD là nhân 4 bằng 32 cm vuông. Câu B. Quan sát hình vẽ. Ta thấy hình tròn tâm O có bán kính là 0A bằng OB bằng OC và bằng OD. Các đoạn này đều bằng 4 cm.
thấy diện tích phần tô màu của hình tròn. Bằng diện tích hình tròn. Có bán kính là 4 cm trừ đi diện tích hình vuông ABCD. Chúng ta sẽ tính diện tích hình tròn tâm O bán kính 4 cm là diện tích hình tròn sẽ bằng R nhân 3,14. Trong đó R chính là độ dài bán kính của hình tròn đó. Ta có 4 x 4 x 3,14. 4 x 4 bằng 16. 16 x 3,14. 4 x 6 bằng 24, viết 4, nhớ 2. 4 x 1 bằng 4, nhớ 2 bằng 6, viết 6. 1 x 6 bằng 6, 1 x 1 bằng 1. 3 x 6 bằng 18, viết 8, nhớ 1. 3 x 1 bằng 3, nhớ 1 bằng 4, viết 4. Cô cộng các tích. 4 hạ 4, 6 cộng 6 bằng 12, viết 2, nhớ 1. 1 cộng 8 bằng 9, nhớ 1 bằng 10, viết 0, nhớ 1. 4 nhớ 1 bằng 5, viết 5. Phần thập phân của số thập phân có 2 chữ số. Như vậy, cô sẽ dùng dấu phẩy tách ở tích ra 2 chữ số kể từ phải sang trái. Cô được kết quả bằng 50,24. Centimet vuông. Từ đó, chúng ta sẽ tính được diện tích phần tô màu của hình tròn là chúng ta lấy diện tích hình tròn vừa tìm được là 50,24 trừ đi diện tích hình vuông ABCD tính được ở câu A. Ta có phép tính 50,24 trừ 32. Chính là 32,00. Ta tiến hành trừ. 4 trừ 0 bằng 4. 2 trừ 0 bằng 2, 0 không trừ được 2, lấy 10 trừ 2 bằng 8, viết 8, nhớ 1. 3 nhớ 1 bằng 4, 5 trừ 4 bằng 1. Viết dấu phẩy ở hiệu, cô được kết quả 18,24 cm². Đáp số. Câu A là 32 cm². Câu B 18,24 cm². Như vậy, cô giáo đã vừa hướng dẫn xong cho các con bài tập số 3, trang 167, sách giáo khoa toán lớp 5, bài ôn tập về chu vi, diện tích một số hình. Để xem thêm nhiều lời giải của các bài tập khác, các con hãy truy cập trang web lời giải hay.com. Cô chúc các con học tốt!